Thọ bát quan trai giới có hiệu lực 24 giờ hay là đến rạng sáng là giới tự xả thưa sư? Bát quan trai giới là tới khi mặt trời mọc nha. Quý vị xem cái lúc mặt trời mọc á. Mặt trời mọc là như thế nào, là nếu như mà tính thời xưa đó, là lúc mà mình đưa tay ra mình thấy rõ đường chỉ tay của mình á, là tính là mặt trời mọc. Còn không thấy được, ví dụ như là ở Sài Gòn không thấy được, thì mình có thể xem cái lịch mặt trời mọc, tức là tới khi mà mặt trời mọc là giới tự xả ha, chứ không phải 24 giờ.